Vừa rồi là một điểm tin mạng xã hội trong ngày của Vietlife, và sau đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Cuộc sống quanh ta của chúng tôi. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết với nhan đề là Giấu kín nửa đời người, cuối cùng thuyền phó tàu Titanic cũng tiết lộ bí mật chưa ai biết của Trần Quỳnh, được đăng trên trang Soha vào ngày 1 tháng 8 của năm 2017. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Những câu chuyện trên chuyến tàu định mệnh Titanic năm nào đã được phó thuyền trưởng Charles Lightoller tiết lộ sau hơn nửa cuộc đời giữ kín. Năm 1912, cả thế giới chấn động trước tin thật tàu Titanic gặp nạn. Suốt một thời gian dài sau đó, giai thoại về con tàu cùng những vị khách xấu số trên đó đã trở thành cảm hứng của không ít tác phẩm văn học và điện ảnh thời bấy giờ. Vậy nhưng những tác phẩm nghệ thuật ấy mới chỉ được xây dựng thông qua cảm quan cá nhân của tác giả. Ít ai biết rằng những câu chuyện thực sự phía sau con tàu mang tên Titanic còn bi thương và cảm động hơn nhiều so với các thước phim trên màn ảnh nhỏ. Sau đêm định mệnh ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng 4 của năm 1912, trong số các hành khách đi trên con tàu Titanic, con số sống sót ghi nhận được chỉ có 710 người. Còn 1.514 hành khách xấu số khác hoặc là đã mất tích hoặc đã xác nhận thiệt mạng. Khi ấy, phó thuyền trưởng Charles Lightoller, 38 tuổi, là người cuối cùng lên thuyền cứu sinh, cũng là người có chức vụ cao nhất trong đội ngũ thuyền viên làm việc trên tàu Titanic, may mắn còn sống sót. Sau nửa đời chôn giấu những ám ảnh về đêm định mệnh ấy, trong những năm cuối cùng, Charles đã viết 17 trang hồi ức thuộc lại chi tiết nhiều mẩu chuyện xảy ra trên đêm gặp nạn của con tàu Titanic. Đối mặt với sự thật là con tàu sắp chìm, thuyền trưởng đã phát thông điệp ưu tiên cho phụ nữ cùng trẻ em xuống thuyền cứu sinh. Trước lời đề nghị ấy, không ít hành khách chẳng mảy may lay động vì họ không muốn chia cắt cùng thân nhân của mình. Khi đó, tôi ra sức hét lớn, phụ nữ và trẻ em hãy tới đây. Nhưng tôi thấy nhiều người không tình nguyện từ bỏ người thân để nhìn phụ nữ và trẻ em bước lên thuyền cứu sinh. Nhắc về những ký ức trong đêm hôm đó, Charles vẫn không khỏi cảm thán. Chỉ cần tôi còn sống, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được cái đêm ấy. Cũng theo hồi ức của Charles, khi chiếc thuyền cứu hộ thứ nhất được hạ xuống, ông có hỏi một phụ nữ đang đứng trên boong tàu có tên là Shaw rằng: "Quý bà có muốn cùng tôi lên chiếc xuồng cứu nạn kia hay không?" Điều khiến Charles không ngờ là bà Shaw cương quyết lắc đầu và đáp: "Không, tôi nghĩ rằng ở trên tàu vẫn tốt hơn." Bấy giờ chồng của Shaw nói: "Vì sao em không muốn lên thuyền cứu nạn?" Shaw mỉm cười: "Không, em chỉ muốn ở bên anh." Từ đó về sau, Charles vĩnh viễn không còn được nhìn thấy đôi vợ chồng ấy, nhưng câu chuyện về tình yêu của họ chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức phó thuyền trưởng. Trong những thập kỷ đầu năm 1900, Astor đệ tứ John Jacob Astor đã liên tục giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới. Và khi chuyến hành trình của Titanic được bắt đầu, ông đã không ngần ngại chi một khoản tiền khổng lồ để đưa vợ mình đi nghỉ trên con tàu sang trọng ấy, mà không biết rằng bi kịch đang chờ họ ngay trước mắt. Trong đêm Titanic gặp nạn, ở vào khoảnh khắc những chiếc thuyền cứu sinh được thả xuống, Astor đã đưa người vợ mang thai 5 tháng của mình lên thuyền. Sau đó, ông đứng ở boong tàu cùng chú chó trung thành bên cạnh, châm một điếu xì gà, nhìn chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng đang dần khuất xa và nói lớn: "Anh yêu em." Với quyền lực và số tài sản của mình, Astor từng được phó thuyền trưởng Charles đặc biệt dành một vị trí trên chiếc thuyền cứu sinh đầu tiên. Nhưng ông đã cự tuyệt một cách cương quyết và nói: "Đây chính là giải pháp mà tôi thấy hợp lý nhất." Sau đó, người đàn ông giàu nhất thế giới đã đem tặng vị trí của mình cho một bé gái người Ireland. Vài ngày sau tai nạn và một buổi sáng sớm ở Bắc Đại Tây Dương, thuyền viên đã phát hiện thi thể của Astor đệ tứ. Khi đó, phần đầu của ông thậm chí đã biến dạng vì bị ống khói của con thuyền đè vào. Vì người thân mà kiên cường chiến đấu, đó chính là lựa chọn duy nhất của một người đàn ông vĩ đại. Tài sản của Astor thậm chí có thể mua được tới 10 chiếc tàu của Titanic. Nhưng trong giây phút sinh tử kia, ông lại không hề trốn chạy mà tìm cách để bảo vệ phái yếu và gia đình của mình cũng như dành cơ hội cho người khác. Cũng trên chuyến tàu định mệnh ấy, ông trùm ngân hàng nước tiếng một thời là Greg Graham, ở vào thời điểm nguy nan, vẫn vận trên mình bộ lễ phục đắt tiền và thản nhiên nói: "Ta phải chết sau cho đáng mặt một quý ông." Trong bức thư viết vội gửi cho vợ mình trước khi tàu chìm, Greg Graham bày tỏ: "Anh sẽ không chiếm bất kỳ một chỗ nào của phụ nữ và trẻ em trên thuyền cứu sinh mà sẽ đứng trên boong tàu. Anh sẽ không chết như một con vật mà sẽ ra đi như một quý ông chân chính."
Cũng trong đêm định mệnh ấy, người giàu thứ hai thế giới cũng là nhà sáng lập thương hiệu bách hóa Macy nổi tiếng, ông Isidore Stoll đã hết lòng khuyên vợ của mình bước lên chiếc thuyền cứu sinh số 8. Nhưng mọi nỗ lực của ông đều không thành bởi phu nhân Ida Stoll đã dứt khoát cự tuyệt. Bao nhiêu năm qua, anh đi đâu em luôn theo đó. Em sẽ đi cùng anh đến bất kỳ nơi nào anh muốn. Người phụ trách chiếc thuyền cứu sinh ấy cũng đã dành một vị trí tốt nhất cho quý ông đại gia này và ra sức thuyết phục. Tôi tin rằng sẽ không ai phản đối một người lớn tuổi như ngài xuống thuyền cứu hộ. Nhưng ông chỉ nói tôi tuyệt đối sẽ không bước xuống thuyền cứu sinh như những người đàn ông khác. Và sau nhiều lần thuyết phục vợ không thành, người đàn ông 67 tuổi ấy đã nắm tay phu nhân 63 tuổi của mình tập tễnh đi tới bon tàu và ngồi xuống ghế, bình thản chờ đợi thời khắc sinh tử. Ngày nay tại Bronx thuộc New York của Mỹ, một đài tưởng niệm những cặp vợ chồng qua đời cùng nhau trong thảm họa Titanic đã được dựng nên và khắc trên mình dòng chữ nước biển dù nhiều tới đâu cũng không thể nhấn chìm được tình yêu, và còn nhiều câu chuyện cảm động khác. Chiếc tàu này còn chở theo đôi vợ chồng mới cưới là Astrid Pacey và Rita Pacey trên hành trình đi nghỉ tuần trong mật. Khi con tàu sắp chìm, cô Rita Pacey một mực ôm chặt chồng mới cưới và từ bỏ cơ hội xuống thuyền cứu sinh một mình. Chồng của Rita cũng bất đắc dĩ và đánh bất tỉnh vợ rồi lặng lẽ đưa cô xuống thuyền. Sau khi tỉnh lại, Rita mới bàng hoàng phát hiện sự thật. Từ đó về sau thì cô không hề tái hôn với người đàn ông nào khác và dành nửa đời còn lại để tưởng nhớ người chồng của mình. Trên con tàu mang tên Titanic năm ấy, một doanh nhân người Pháp là Narratil đã dùng những nỗ lực cuối cùng để đưa hai người con của mình lên thuyền cứu sinh và nhờ các phụ nữ trên đó chăm sóc, còn bản thân thì ngồi lại nơi bon tàu. Sau khi may mắn thoát nạn, hai người con của Narratil đã được báo chí khắp thế giới đăng ảnh và nhanh chóng gặp lại mẹ của mình. Nhưng nỗi đau mất cha và những ám ảnh về đêm định mệnh ấy mãi mãi khó có thể nguôi ngoai trong lòng họ. Trong cuộc phỏng vấn những người sống sót sau tai nạn tại Thụy Sĩ, một quý bà tên là Smith đã không kềm nén được xúc động khi chia sẻ về sự hy sinh của một người mẹ vô danh. Tôi bế hai con của mình và đưa chúng lên thuyền cứu sinh, nhưng vì thuyền đã quá đông, tôi không thể lên được nữa. Khi ấy một người phụ nữ đã đứng dậy nhường chỗ và giúp tôi xuống thuyền rồi nói lớn, xuống đi, bọn trẻ không thể không có mẹ. Người phụ nữ vĩ đại ấy chẳng hề để lại tên tuổi để ghi nhớ sự hy sinh cao thượng ấy. Một tấm bia tưởng niệm người mẹ vô danh đã được dựng nên. Chuyến tàu Titanic năm nào còn chở theo nhiều nạn nhân khác trong chuyến hành trình định mệnh của mình như là tỷ phú Acid, nhà báo William Stead, thiếu tá pháo binh, kỹ sư nổi tiếng. Những con người ấy đã từ bỏ việc xuống thuyền cứu sinh của mình để dành cơ hội sống cho nhiều phụ nữ nông thôn nghèo và trẻ em. Hơn 50 nhân viên phục vụ trên con tàu Titanic đều đã tử nạn, dù chỉ có phó thuyền trưởng Charles là may mắn sống sót. Trong hồi ức của ông thì vào 2 giờ sáng ngày xảy ra tai nạn, thuyền trưởng John Phillips nhận được điện báo thúc giục ông rời tàu và chạy trốn. Nhưng thay vì làm như vậy, vị thuyền trưởng ấy vẫn bình tĩnh ngồi trong khoang điều khiển, không ngừng nhấn nút điện báo phát đi thông điệp SOS và giữ nguyên tư thế ấy cho đến phút cuối cùng. Vào năm 1912, trước tượng đài tưởng niệm các nạn nhân trên tàu Titanic, người đại diện công ty vận tải biển White Star Line đã phát biểu trước báo chí. Không có bất kỳ luật lệ nào ép buộc những người đàn ông phải dành ra những hy sinh lớn như vậy. Hành động của họ xuất phát từ sự kiên định mà phái mạnh dành để bảo vệ phái yếu. Đó chính là lựa chọn của họ. Trong tác phẩm mang tên Unstoppable, tác giả Daniel Alan Buller cũng cảm thán trách nhiệm quan trọng hơn so với mọi thứ khác. Đó chính là điều mà họ được thụ hưởng bởi nền giáo dục ngay từ khi còn nhỏ. Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, tất cả mọi thứ giữa chúng ta đều trở nên ngang hàng. Ở vào thời khắc ấy, gia tài bạc triệu hay là quyền lực tối cao cũng chẳng còn mang ý nghĩa vốn có. Nếu một tỷ phú lại tình nguyện buông tay vợ mình, liều mạng chen chúc lên chiếc thuyền cứu sinh đầy phụ nữ và trẻ em, chỉ để ôm tiền của sống nốt nửa cuộc đời còn lại, liệu cuộc sống ấy có thực sự còn ý nghĩa hay không? Có lẽ, nếu sự thực diễn ra như vậy, chúng ta đã chẳng có nhiều câu chuyện cảm động về con tàu Titanic tới thế. Khi đuôi con tàu bắt đầu chìm xuống nước, ở vào giây phút sinh ly tử biệt, câu nói người ta hét lên trong thảng thốt không phải là tiếng kêu cứu, mà là thông điệp ngắn ngủi nhưng ý nghĩa, I love you. Hãy tin rằng, cho dù đứng trước hiểm nguy hay bất kỳ khó khăn gì trên cuộc đời này, những người yêu nhau chân chính sẽ không bao giờ buông tay.